Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết, tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh, subscribe, like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất. Tính giá điện ở nước ngoài khác gì so với ở Việt Nam? Ở một số nước trên thế giới, người dân có quyền tự do lựa chọn đơn vị cung cấp điện và không phải tính theo cấp bậc Thậm chí ở Đức, số kWh sử dụng càng cao thì điện lại càng rẻ. Khác với ở Việt Nam, EVN là tập đoàn thuộc sở hữu của nhà nước, được phép kinh doanh độc quyền về điện, phân phối điện trong hệ thống quốc gia, thì ở một số nước trên thế giới, người dân được tự do lựa chọn đơn vị cung cấp cũng như là cách tính giá điện. Các nước trên thế giới không tính điện theo bậc thang, được tự do lựa chọn đơn vị cung cấp. Ông Tuấn Cường, một Việt Kiều sống tại nước Đức cho biết, nước này không quy định khung giá tiền điện, mà tùy theo từng công ty cung cấp điện, Xong, giữa các công ty không có sự chênh lệch nhiều về giá. Hiện tại, mức giá ông mua là 32 cent trên 1 kW, tương đương là 7.300 đồng. Ngoài tiền điện, mỗi năm ông phải trả thêm là 100 euro cho tiền cung cấp đường điện và các dịch vụ khác. Đặc biệt, các công ty cung cấp điện có nhiều phương án khuyến khích người tiêu dùng sử dụng điện. Số kW càng cao thì giá lại càng rẻ. Việc kiều này cho biết, trung bình mỗi tháng 3 người nhà của ông sử dụng hết 200 kW điện tính ra khoảng 70 euro một tháng, gần 2 triệu đồng cho quá đơn tiền điện. Đến cuối năm, nếu lượng điện dùng ít hơn gối đã đăng ký, ông sẽ được nhà cung cấp trả lại tiền đã nộp trước, ông Cường cho biết thêm. Tương tự như ở New Zealand, ông Đại, người Việt Nam sống tại thành phố Úc Lan cũng cho biết, ở đây đâu đâu cũng có đơn vị cung cấp điện và nhiều nhất, lên tới 20 đơn vị như ở Úc Lan. Theo anh, ở New Zealand có một website chuyên dùng để cung cấp thông tin về đơn vị cung cấp điện cho khách hàng so sánh và sự lựa chọn tùy theo mức sử dụng và khu vực do có nhiều đơn vị nên sự cạnh tranh rất rõ rệt hiểu đơn giản tiền điện tại đây khá giống với cước điện thoại có nhiều gói để khách hàng lựa chọn anh nói và cho biết thêm nếu người tiêu dùng không ưng ý với dịch vụ và giá điện của đơn vị này có thể lập tức đổi sang đơn vị khác và vì vậy các nhà cung cấp đều đưa ra nhiều mức khuyến mãi để thu hút người tiêu dùng hiện tại mức giá điện ở úc lan không tính theo giá bậc thang mà tùy theo thỏa thuận sử dụng giữa người dùng và công ty Giá điện thường bao gồm giá tính trên mỗi kilowatt cùng với phí quản lý hàng ngày và chi phí khác. Công ty điện nhà anh Đại đang sử dụng có mức giá là 18,6 cent trên 1 kilowatt, tương đương hơn 4.100 đồng. Anh đánh giá việc có nhiều đơn vị cung cấp điện sẽ tăng lợi ích và quyền lợi của người tiêu dùng, giá thành sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên, cũng có không ít quốc gia đang áp Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Luật sư Vlog. Kênh Luật sư Vlog là kênh YouTube nhằm tư vấn pháp luật, phân tích, bình luận, cập nhật các quy định pháp luật mới và chia sẻ kiến thức pháp luật đối với mọi người, giúp chúng ta hiểu biết tuân thủ pháp luật, tránh và hạn chế mọi rủi ro pháp lý có thể xảy ra đối với chúng ta. Các bạn vui lòng đăng ký kênh subscribe like và share để giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video mới nhất.